Xin chào tất cả các bạn. Đây. Như các bạn đã thấy đây là ba bộ khuôn chậu chúng tôi đã bán cho các bạn rất là nhiều trong thời gian qua. Thì ba bộ khuôn qua chậu này chúng tôi thường bán trong những cái video trước là 1,5 triệu đồng. Thì riêng tới dịp Tết năm 2020 này chúng tôi sẽ bán với giá là 1.400.000 đồng. Thì cái sản phẩm này bao gồm là ba bộ khuôn, hai bộ khuôn chân và bộ quay miệng kèm theo hai cái tay quay cùng với là ba cái cốt quay chậu. Thì giống như cái khuôn chậu nhỏ này chúng ta sẽ tăng đưa được từ 30, 40, 50. Cái bộ khuôn thứ hai chúng ta làm được từ 60, 70, 80. Cái bộ khuôn thứ ba chúng ta làm được từ 90, 1m đến 1m2. Là ba bộ. Ba bộ này thì chúng ta sẽ đi với kèm với hai bộ chân, một bộ chân một cấp và một bộ chân thứ hai là bộ chân 2 cấp. Ha, chúng ta đều tất cả đều là tăng đưa hết. Và cùng theo cái khung quay miệng, cử ra năng của khung quay miệng. Thì trong dịp Tết này thì chúng tôi giảm giá 100.000 đồng so với cái cùng kỳ năm trước. Thì năm 2019 thì chúng tôi bán với giá là 3 bộ khuôn 1.500.000, tăng đưa được từ 30 đến 1m2. Thì bây giờ chúng ta sẽ bán lại còn là 1.400.000, 100.000 coi như là lì xì cho các bạn trong dịp Tết hôm nay, giống như là một cái điều may mắn cho các bạn khi sử dụng và mua khuôn chậu này. Thì đây thì các bạn đã biết rồi, những cái bộ khuôn này chúng ta chỉ gấp lắp gấp vào thôi. Chúng ta cứ kéo ra kéo vào, đây là cái khuôn đa năng. Cái tay quay đa năng này chúng ta cứ dịch chuyển ra vô, làm từ nhỏ đến lớn. Chúng ta có thể lấy những cái khuôn lớn để quay những chậu nhỏ, và chúng ta có thể lấy cái khuôn nhỏ và những chậu lớn như thế này. Các bạn hình thức mua hàng các bạn cứ xem video này, các bạn chia sẻ video này qua cái Zalo 0349619140. Khi chia sẻ qua Zalo cái video này thì chúng tôi biết các bạn đã đặt hàng và chúng tôi sẽ lên hóa đơn và chúng tôi sẽ gửi hàng đi cho các bạn 1.400.000 đồng và chúng tôi sẽ miễn ship toàn quốc. Khi một bộ khuôn 1.400.000 thì bao gồm là 3 bộ khuôn chậu, 2 bộ khuôn chân, 1 bộ quay miệng, 3 cái cốt cùng với hai cái tay quay nhỏ và tay quay lê dài. Đây, tay quay nhỏ dùng để quay chân và tay quay dài để quay chậu ha. Và cùng theo một cái miếng giấy hướng dẫn kèm theo và cái thực laser. Rồi, kết thúc video tại đây ha các bạn. Nếu các bạn mua thì các bạn cứ chia sẻ video qua bên Zalo của chúng tôi 0349619140.